Ok, thầy xin chào tất cả các con. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngay bây giờ đây. Nào. À, như vậy là ở cái buổi học của tuần vừa rồi đúng không? Như vậy là chúng ta đã học đến kiến thức về cái phần đơn thức đa thức gần như là kết thúc gần đầy đủ rồi đấy ạ. Còn thiếu một chút chút nữa thôi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thầy sẽ dạy nốt một phần nhỏ lý thuyết còn lại nữa các con nhé. Một phần lý thuyết nhỏ nhỏ nữa còn lại một tí tí nữa thôi là kết thúc cái phần đơn thức đa thức rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ ôn tập về cái phần này phần đơn thức đa thức này trong khoảng một buổi nữa à, và sau cái buổi tới thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào uh, giai đoạn chuẩn bị tổng ôn cuối học kỳ 2. thế thì còn một cái phần hình học nữa thì chúng ta sẽ học nốt nhé các con nhé hình học đó là phần liên quan đến các đường đặc biệt trong tam giác thì thầy hỏi cả lớp một chút là các con ở trên lớp đã học uh, đã được học hết về cái phần là các đường đặc biệt trong tam giác chưa nào các con chia sẻ cho thầy xem nào ở trên lớp ấy là các con đã được học về phần các đường đặc biệt trong tam giác chưa ạ? Đã được học hết chưa hay là vẫn còn chưa được học? Chia sẻ cho thầy nghe nào. Ba à, đường, đường, đường phân giác trong một tam giác rồi ạ. các ba đường phân giác trong của một tam giác thì cắt nhau tại một điểm đúng không? Đồng quy người ta gọi là đồng quy tại một điểm. Thế các con học ba đường cao chưa? Ba đường trung tuyến chưa? Cả ba đường trung trực nữa đã được học chưa? Rồi rồi, mà... lâm được học chưa con, lâm lâm B con chưa đẹp. chưa con à? con ờ. chưa, ờ thế thì uh, uh, thế còn uh, lâm duy này, minh này với phước thì các con đã được học về các đường đặc biệt đấy chưa, có bốn đường đặc biệt tất cả các con ạ, à. bốn đường đặc biệt tất cả, rồi ạ, ờ à, bạn phước được học rồi, các bạn còn lại thì sao, minh ơi con này được học chưa, à, rồi ạ, rồi à <laughs> thế thầy cái phần đấy nó lý thuyết nó có có đơn giản không thầy thì thầy cảm nhận là lý thuyết về phần đó rất đơn giản đúng không tuy nhiên là bài tập của nó thì cũng cũng khá phức tạp đấy lý thuyết thì nó vì nó lý thuyết nó rất đơn giản nó cũng chẳng có gì người ta chỉ nói là trong một tam giác thì ba đường cao cắt nhau tại một điểm này đúng không à, ba đường phân giác cũng cắt nhau tại một điểm này à, ba đường trung tuyến cũng cắt nhau tại một điểm này Đấy thế thôi thế còn bài tập xoay quanh nó thì nó rất là rộng các con ạ bởi vì với mỗi một cái dạng đường đấy nó sẽ có những cái bài tập nó phong phú, dạng bài tập nó phong phú nên là nó sẽ rất là rộng. Nên là trong quá trình ôn tập ấy, thì chúng ta phải học thật kỹ nhá. Hoàn toàn nội dung thi của cái học kỳ 2 của các con ấy rơi phần lớn là vào các đường đặc biệt. Phần lớn là rơi vào các đường đặc biệt trong tam giác đấy ạ. Được chưa? Nào, ok, hôm nay các con ghi cho thầy đơn thức đa thức buổi 3. Đơn thức đa thức buổi 3, ghi cho thầy đầu bài nào. Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng về phần này. Đơn thức đa thức. Mở ngoặc ra B3 là buổi ra nhé, Rồi ok. À, trước khi vào nội dung cuối cùng thì các con sẽ à, thử thách cho thầy một cái bài nho nhỏ như sau, bài số 1. Đây là bài để kiểm tra kiến thức này. Làm thật nhanh chóng nhá. Không có thời gian để à, chúng ta ngồi để quan sát đâu mà phải là làm trực tiếp luôn. Đầu bài của chúng ta như sau, tìm phần hệ số phần hệ số phẩy phần chứa biến phần hệ số phẩy phần chứa biến của à thầy xin lỗi trước từ của này thêm một cái nữa đó là bậc đi phẩy bậc của đơn thức sau bậc của đơn thức sau Đơn thức A của chúng ta như sau bằng à, một phần 1/2 1/2 xy mũ 2 đóng mở ngoặc mũ 2 mở ngoặc vuông 2x đóng mở ngoặc mũ 3 nhân với 1/2y đóng mở ngoặc mũ 2 nhân với xy mũ 3 tất cả mũ 2 được chưa nào? Ok. Rồi, xin mời cả lớp hãy bắt tay vào xử lý bài toán này giúp thầy. Nào, xin mời các con Bài này thì thầy chỉ cho các con thời gian là 4 phút mà thôi. Xin mời cả lớp nhé. Tận dụng tối đa thời gian. <laughs> Tìm phần hệ số phẩy phần chứa biến và bậc của đơn thức sau. Nào, xin mời cả lớp. Rồi có Phú Bảo vào sau thì Phú Bảo làm luôn bài này cho thầy nhá con nhé. Vâng ạ. Ok. Tìm phần hệ số, phần chứa biến và bậc của đơn thức sau. Thực chất là chúng ta đi thu gọn cái đơn thức này trước đúng không ạ? Thu gọn tức là chúng ta sẽ phải đi kết hợp tất cả các cái phần hệ số lại với nhau này. Gồm có số 2 này, 1/2 này. Tuy nhiên các con hết sức lưu ý cho thầy bên ngoài nó có mũ 2 nhá bên ngoài có mũ hai tức là chúng ta phải hết sức lưu ý với cái lũy thừa này ok thầy cảm ơn bạn phước ạ à trong trường hợp này thì đáp án này của phước chưa thật chính xác con hãy kiểm tra lại một chút Để giúp cho các con tự tin hơn về cái bài tập này thì chúng ta sẽ nhắc lại một chút về cái phần công thức về lũy thừa nhá Chúng ta đã được học từ dưới lớp 6 này. À, công thức đầu tiên mà các con cần phải ghi nhớ cho thầy đó chính là A mũ M nhân với A mũ N thì bằng A mũ M cộng N. Được chưa nào? Cái này rất quen thuộc rồi. Ok. Công thức thứ hai đó là A mũ M đóng mở ngoặc mũ N thì thằng này sẽ bằng A mũ M nhân N và còn một công thức nữa đó là a nhân b mà nếu đóng mở ngoặc mũ e, m thì thằng này bằng cái gì nhỉ cả lớp nhỉ? Nào, Lâm B cho thầy hỏi nào, thử xem xem con còn nhớ công thức này không? Công à, thức số số 3 này là gì? Số 3 sẽ bằng là a mũ m nhân mũ b mũ m. Đúng rồi, chính xác ạ, à, rất tốt. a mũ m nhân b mũ m. Đúng rồi luôn. Chuẩn. à 4 phút, còn lại 1 phút cuối cùng. Nào. Các bạn vào sau thì các con có nhiều thời gian hơn một chút à, Ngân cho thầy hỏi là Ở bài này con đã xử lý thành công chưa Ngân vào hình như hơi 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 xong hơn một chút đúng không con Dạ con, ờ. con đang làm rồi. Ờ đang làm Dạ có gặp khó khăn gì không? Chắc là không ạ. Ờ. Ờ, hôm nay chưa thấy tuệ linh nhỉ? Nào, có bạn nào có đáp án cho thầy chưa ạ? Phước đã kiểm tra lại được đáp án của con chưa? em đang kiểm tra ừ. Lâm Duy này, Phú Bảo này Các con đã ra được kết quả chưa? Lâm A, Lâm B, Lâm C Con Ờ, cái mic của, của Lâm Duy nghe hơi khó con nhở Nó hơi bị rè Tuấn ơi, con đã ra được cái bài này chưa? Con đang làm Ờ, con đang làm Thêm một một phút nữa nhé các con nhé, thêm được một phút cuối cùng này, cộng thêm một phút cuối cùng thôi, bởi vì là chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để xử lý những cái bài mà nó cũng không phải là quá phức tạp, bài này chỉ ở mức độ vừa phải thôi các con ạ, à. nên là chúng ta phải cố gắng làm là một phát là phải thành công luôn nhé, được chưa? Thế còn nếu trong trường hợp mà các con gặp khó khăn ấy, thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải để ý hơn, xem lại những cái phần lý thuyết mà chúng ta chưa thật sự là nắm vững. <laughs> ok, thầy cảm ơn bạn Hà An ạ. À. À, trong trường hợp này thì đáp án của Hà An vẫn chưa chính xác. Thầy <laughs> thế nhỉ. Như vậy là có nhận được hai đáp án thì hai đáp án đều chưa chính xác. Đang hy vọng vào bạn Phú Bảo với bạn Lâm Duy, hai bạn tính toán khá là là tốt, không biết là có ra kết quả được chính xác hay không. Rồi ok thầy chào Tuệ Linh ạ. À. Tuệ Linh vào hơi muộn mất một chút con ạ. Rồi ok cố gắng làm bài tập luôn nhé. Rồi chúc mừng bạn Phước, cái đáp án đầu tiên về hệ số của con là chính xác rồi đấy ạ, à. hệ số là đúng rồi. Nào. À. Đúng rồi, tuy nhiên là Tuy nhiên là trong trường hợp này Lâm B có chia sẻ với thầy thì Phần chứa biến ở đây thì thầy không hiểu lắm Tại sao phần chứa biến lại con lại đánh kết quả là như vậy nhỉ? Lâm nhỉ? Có bị nhầm lẫn gì không con? Nào, thầy xin mời Tuấn hỗ trợ thầy xử lý cái câu A này nào Xin mời con à tính cái ngoặc to trước. Đúng rồi, tính cái ngoặc to trước. Vậy trong trường hợp này thì a của chúng ta sẽ bằng là 1/2 này. À con hoàn toàn có thể tính luôn cái thằng này giúp thầy nhá. Thì cái thằng này đầu tiên của chúng ta là cái ngoặc bên ngoài này này mà có mũ 2 lên thì thằng này sẽ là thành là x mũ mấy y mũ mấy nhỉ? Tuấn nhỉ? x mũ 2 y mũ 4. Đúng rồi, chính xác x mũ 2 y mũ 4 thầy viết là biến thành màu xanh này cho các con nhìn thấy nó sẽ hơn một chút nhá. 1/2. Đấy, nhân với này trong ngoặc của chúng ta đúng không con? Trong ngoặc nhá. Xử lý này. Đầu tiên là cái thằng đầu tiên này là bao nhiêu đây Tuấn Ơi Ờ mũ đúng rồi nhưng còn hệ số thì sao? Hệ số thì sao con? Số ở đây nhá, con nhìn này, con nhìn này, công thức của chúng ta là cái nó liên quan đến công thức số 3 này con nhìn này, công thức số 3 ấy. A nhân với B đóng mở ngoặc trong M này thì đây được gọi nó là công thức chia ly cũng được để sao làm sao cho các con dễ nhớ. Chia ly là gì? Tức là ban bản thân hai thằng này đang là có đôi có cặp ghép lại với nhau, cùng số mũ là m, thì nó tách ra thành hai thành phần đó là a mũ m và b mũ m. Đây người ta gọi nó là công thức chia ly nhá của lý thừa, được chưa? Nếu tách ra như thế này thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu uh, hệ số tự do là bao nhiêu nhỉ? Uh, Tuấn nhỉ? Hệ số tự do là hai mũ ba Đúng rồi, 2 mũ 3 chúng ta sẽ viết chậm rãi nhá là hai mũ 3 này. Đấy. Nhân với gì nữa con đọc giúp thầy nào? Nhân với x mũ 3. Ok, tiếp tục tiếp tục. Ờ à, 1/2 mũ 2. Ờ à, 1/2 mũ 2 chúng ta chưa tính ra thì chúng ta cứ viết như thế này đúng không? Tiếp tục nào, thế còn y nào? Y mũ 2. Đúng rồi, tiếp tục tiếp tục. Tăng tốc. Ừ chưa chưa đủ chưa đủ chưa đủ bình tĩnh bình tĩnh ở đây là các con nhìn này cái mũ hai ở bên ngoài này là mũ hai của cả cái ô vuông cơ mà của cả cái ngọc vuông cơ mà các con các con có nhìn thấy không ạ cái mũ hai ở đây tuấn có nhìn thấy không con cái mũ hai ở đây nó là cả cái ngọc vuông này nhá cả lớp lưu ý này lúc nãy thầy đã từng nhấn mạnh rồi mà vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ viết lại đây là y mũ ba đã này sau đó đóng mở ngoặc lại tất cả mũ hai bên ngoài đúng không con chuẩn chưa nào, bây giờ Tuấn đi xử lý cho thầy trong ngoặc nào? Trong ngoặc này trước, sau đó bên ngoài mới mũ 2 sau. 1/2x mũ 2 y mũ 4 hạ xuống này. Trong ngoặc này như thế nào nào? Phần hệ số thì có những thằng nào ghép với nhau và kết quả của phần hệ số ở trong ngoặc là bao nhiêu? 23 Ở đâu? Ở đâu ra lại 2 mũ 9 thế con? Là... Không chính xác rồi, bình tĩnh bình tĩnh này. Tuấn ơi nghe thầy nói này. Các bạn trong lớp này hai mũ 3 ở đây chúng ta đừng có tung mũ hai ra vội mà các con nên ghép tất cả các phần hệ số lại với nhau trước thì hai mũ ba này chúng ta đi ghép với thằng nào nhỉ tuấn nhỉ ghép thằng này với thằng nào trước đây này ghép thằng này với thằng này này con có nhìn được không hai thằng này mà ghép với nhau thì nó được kết quả bao nhiêu bao nhiêu nhỉ Bình tĩnh nhá, đây thầy hỏi này. 1 phần 2 mà tất cả mũ 2 lên thì tức là có phải công thức này nó sẽ là bằng một bình trên hai bình có đúng không cả lớp? Đúng không? Đúng không, Tuấn. Ờ, thế bây giờ thằng này lại nhân thêm hai mũ 3 vào, tức là thằng này cũng phải nhân thêm 2 mũ 3 vào, vậy kết quả chỗ này là hệ số của nó thực chất là bằng bao nhiêu? bao nhiêu đây con? Bằng mấy nhỉ? Bằng mấy con thử đọc lại cho thầy xem nào để thầy nghe nó rõ hơn nào. Bằng 2, đúng rồi. Đúng là bằng 2 đấy ạ. Bởi vì sao? Cả lớp nhìn này. 1 mũ 2 tức là 1. Thế còn 2 mũ 2 thì tức là 4. Thế còn hai mũ 3 ở đây tức là nhân với 8 Vậy 8 và 4 này chúng ta chém hoa quả đi Vậy thằng này thực chất nó còn bằng 2 Vậy ở trong ngoặc này ta viết nó là 2 Là chính xác đúng không Nào Đây hệ số là hai ghép lại Thế còn x mũ mấy y mũ ấy đây Tuấn Con cái ghép cho thầy nào x mũ mấy hai thằng này ghép với nhau này hai thằng này ghép với nhau này Vậy là x mũ mấy y mũ mấy Rồi ok Lâm Duy ơi con thoải mái đi lần sau nhá trong lớp mà các bạn mà muốn đi muốn đi làm việc cá nhân gì đó các con cứ thoải mái đi nhá không cần phải xin phép thầy nhớ chưa nào tuấn đọc cho thầy nào x, x mũ mấy ờ, x mũ 4, y mũ 5, đúng rồi sau đó đóng mở ngoặc lại mũ hai bên ngoài vậy đến đây thì tuấn đã tự tin hơn với cái việc là chúng ta sẽ tung cái ngoặc ở bên dưới này ra với mũ hai lên chưa con nào con tung cho thầy cho nào 2 x mũ 2 y mũ 4 nhân với nào tung nào tung nào 2 mũ 2 đúng rồi 2 mũ 2 con lại hết sức bình tĩnh nhá ở trong trường hợp này nó sẽ là x mũ 4 sau đó tất cả mũ 2 vậy là x mũ mấy hết sức bình tĩnh không làm vội vàng x mũ x mũ mấy nào nếu không nhớ thì nhìn công thức ở bên tay phải Rồi, x mũ 8 X mũ 8 thế còn y mũ mấy y mũ, y mũ 10 chính xác rồi Vậy đến đây con thu gọn cho thầy nào 1 x 1 2 1 phần 2 x 2 mũ 2 là bao nhiêu Là 2 Đúng rồi Thế còn x mũ 2 đi với x mũ 8 này y mũ 4 đi với y mũ 10 này vậy kết quả chính xác là bằng bao nhiêu đây? x mũ 10 y mũ 10 x mũ 10 y mũ 14 đúng rồi. Rồi thế ok thầy cảm ơn bạn Tuấn. Như vậy là bạn Tuấn đã vừa mới xử lý rất là tốt cái phần thu gọn cái thằng này nhưng mà các con lưu ý này ngay cả ngay cả Tuấn nhá, con phải tích cực làm bài tập, tích cực để ý hơn nữa để sao cho cái việc chúng ta biến đổi tính toán này này nó phải tăng tốc lên hơn nhá như vậy thầy thấy là vẫn chưa thật chưa đủ nhanh được chưa nào ok rồi thầy xin mời bạn ngân cho thầy hỏi vậy trong trường hợp này chúng ta thu gọn ra a thì bằng là hai nhân với x mũ 10 y mũ 14 vậy thì con hãy đi xác định cho thầy tất cả các thành phần nào nào trong trường hợp này phần hệ số là gì phần chứa biến là gì và bậc là bao nhiêu nào hệ số là 2 cả Hệ số là gì con? Số là 2x đã. Sao lại 2x? Làm gì có cái hệ số nào là 2x con? Hệ số tức là cái số mà đứng ở đằng phía đằng trước. Tức là khi mà có một cái đơn thức như thế này này là nó sẽ tách biệt ra thành hai thành phần, con nhìn này, là phía đằng trước là số 2 và phía đằng sau nó là phần chứa biến. Thì đây nó chỉ gồm có hai thành ừ. phần này thôi chứ Sao lại hệ số lại có cả x vào trong đấy hả con? À, ạ Vậy hệ số ở đây của chúng ta là hai Thế còn phần chứa biến là gì và bậc là bao nhiêu nào? Phần chứa biến là uh, x mũ 10y mũ 14 ạ Rồi x mũ 10y mũ 14 Thế còn bậc là gì? Bậc là 24 ạ Đúng rồi, là lấy hai cái số mũ của tương ứng với lũy thừa của biến x và lũy thừa của biến y cộng lại với nhau. Vậy ở đây là 10 cộng với 14 là bằng 24. À, tất cả các bạn trong lớp này nhất là ngân này nhớ cho thầy này từ giờ trở đi đừng có bị nhầm lẫn nữa nhớ chưa? Phần số đứng đằng trước thì được gọi tên nó là phần hệ số. Hay còn gọi tắt là hệ số của đơn thức. Thế còn phần chứa biến là phần mà chứa có các biến x, y hoặc z hoặc t gì gì đó thì trong bài này chỉ có hai biến đó là biến x và biến y thôi. Thì người ta gọi tên phần chữ biến ở đây là x mũ 10 y mũ 14 và đây được gọi nó là cả cái thằng này được gọi là phần chữ biến. Cả lớp nhớ chưa? Bậc thì được cộng hai cái số mũ tương ứng vào thì sẽ ra được ngay là bậc. Được chưa nào? Ok hoàn toàn chưa? Nào, có phần nào các con vẫn còn chưa thật sự chưa ok không thì cho thầy biết nào. lúc nãy thì đến thời điểm cuối cùng Thầy nhận được kết quả chính xác mới có được có một hai bạn là là kết quả chính xác thôi ạ à. vẫn chưa tốt, chưa 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 tốt lắm thế phú bảo với lâm duy có ra được đến kết quả như thế này không đây à phú bảo ơi ờ, có. Ờ. thế còn ba bạn lâm thì sao có ai ra kết quả được đến kết quả cuối cùng như thế này không các con có ờ uh, Lâm B, thế còn Lâm A, Lâm C thì sao? Ừ. À, thế mà không thấy comment kết quả lên cho thầy nhỉ? Thầy thấy là bạn Lâm C rất ít khi comment kết quả nhá. Con nhớ chưa nào? Lần sau thầy bảo là làm xong ấy thì comment kết quả lên cho thầy thì phải làm gửi lên, nhớ chưa nào? Để thầy con biết thầy biết là các con làm đúng hay sai chứ. Rồi ok cả lớp chữa thật nhanh vào trong vở cho thầy. Tuệ Linh ơi, con có hoàn toàn ok với cái bài tập số 1 này chưa? Bởi vì con vào sau hơi muộn nên là không có nhiều thời gian để làm Được Rồi ạ ừ. Rồi bây giờ chuyển sang cho thầy bài số 2 Nào xin mời cả lớp làm cho thầy bài số 2 này thật nhanh cho thầy nào Nhanh để còn chuyển lý thuyết phần tiếp theo Bài 2 Tiếp tục là tìm hệ số Phẩy Phần chứa biến Phần chứa biến Phẩy bậc của đơn thức sau của đơn thức sau đơn thức b của chúng ta bằng 2 phần 3 x y mũ 3 đóng mở ngoặc mũ 2 trừ 1 phần 2 x mũ 2 y trừ 3 phần 5 x mũ 4 y mũ 3 rồi xin mời cả lớp Hãy xử lý cho thầy bài toán này. Bài này lần này chỉ có 4 phút không nhiều hơn. Nào. Hy vọng lần này các con sẽ chinh phục được thành công bài toán này. Xin mời cả lớp. <laughs> OK rồi, thầy cảm ơn Lâm Bê ạ. À. <laughs> Ở trong trường hợp này thì kết quả của con chưa chính xác, <laughs> kết quả của con chưa chính xác ạ. À. Hãy kiểm tra lại. Nào. Uh, thầy cảm ơn phú bảo tuy nhiên là uh, các con lưu ý này uh, ở trong trường hợp này uh, xem nào hệ số hmm, trong trường hợp này thì hệ số của bạn phú bảo chuẩn rồi này bậc nha để xem nào bậc trong trường hợp này thì bậc chưa chính xác phú bảo ơi con kiểm tra lại bậc cho thầy nào uh, lâm c kết quả bậc chuẩn rồi à hệ số chuẩn rồi tuy nhiên bậc xem nào OK, thì cảm ơn Tuấn. Đáp án này của Tuấn là phần hệ số chưa chính xác. Phần biến thì của con đang bị nhầm lẫn một chút, à, đang bị nhầm lẫn một tí tí thôi. À, lâm Lâm A thì hệ số đúng rồi. Phần chứa biến của con đang bị sai mất một tí. Rồi Lâm C chính xác. Chúc mừng Lâm C. à thôi toi rồi bạn minh xác định bậc sai rồi bạn minh ơi làm đến kết quả cuối cùng rồi nhưng kết luận thì con lại bị nhầm thật là đáng tiếc Hà An hệ số chính xác tuy nhiên phần chứa biến của con chưa chính xác bị nhầm mất một chút như vậy là thầy còn chưa nhận được đáp án của Ngân thôi đúng không Thế còn đâu là gần như đầy đủ hết rồi à chờ thêm cả đáp án của Minh nữa nào à bạn Minh gửi đây rồi Minh bị gửi nhầm vấn một tí ok rồi câu này thầy xin mời bạn à bạn Ngân đã gửi đấy quả chúc mừng bạn Ngân tuy gửi không thật sự là nhanh trong top của lớp tuy nhiên đáp án của bạn Ngân chính xác tuyệt đối tốt ạ à. xin mời bạn Minh xử lý bài toán này giúp thầy nào chúc mừng Hà An đáp án lần thứ hai của con xa chuẩn rồi Nào, xin mời bạn Minh B, Xin mời bằng, con. Uh, B bằng 2 phần 3 mũ 2 Ờ uh, 2 phần 3 mũ 2 này lên Thì con có tính luôn được kết quả bao nhiêu không Bởi vì cái này nó rất đơn giản Nên à. chúng ta nên tính luôn con ạ à. Bằng bao nhiêu nhỉ 4 phần 9 ạ Chuẩn rồi 4 phần 9 nhân Tiếp tục nào X mũ, mũ 2 Y mũ 6 Đúng rồi nhân, uh, nhân âm 1 phần 2 Âm 1 phần 2 Chúng ta giữ nguyên nhá Để ra tách ra như này 2. X mũ 2 Y này thằng cuối cùng à nhân -3/5 nhân x mũ 4 nhân y mũ Đúng rồi, ok. Xin mời con hãy đi ghép cho thầy các phần hệ số với nhau nào. bằng à, nhân, nhân 3 /5, cho vào trong Đúng rồi ạ, à, rất chính xác. Nhân nhân... Đúng rồi. Đúng rồi. 3, cho vào rồi ạ. Ok đến đây thì không thể nào mà nhầm lẫn được đúng không? Bằng bao nhiêu đây? thầy là bằng uh... Uh... Nếu bình thường thì chúng ta cứ nhân bình thường nhá, chúng ta không cần làm nhanh. Khi nào mà kỹ năng của các con đã thật sự hoàn hảo rồi thì chúng ta mới làm nhanh. Thế thì âm 1 ở đây này nhân với âm 3 này thì hai dấu âm thì lập tức bị bay màu này. Như vậy còn là 4 x 1 x 3 tức là 12 trên tử đúng không? 9 x 2 x 5 thì 2 x 5 trước là 10 nhân 9 và bằng 90 Thì đây được gọi nó là phần hệ số Tuy nhiên nó chưa tối giản Và ở đây thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chia cả tử ở mẫu cho mấy nhỉ? À, Minh nhỉ? Ờ, thưa thầy là chia cho 3 ạ. À? À, chia cho 3 Chia cho 3 thì liệu đã 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 là chia cho đã được tối giản cho con hay là còn phải chia được số lớn hơn nữa Hình như thầy thấy là cả tử và mẫu cùng chia cho 6 hay sao ấy mình ạ. À? Có đúng không con? À vâng. Thế vậy nó là bao nhiêu? Thầy là bằng 2/15 ạ. Đúng rồi, 2/15. X mũ mấy y mũ mấy đây? Nhân với Nhân với x mũ 8 nhân với y 10 ạ. Rồi chính xác tuyệt đối. Ok, thầy cảm ơn con. Như vậy đến đây thì cả lớp nhớ lại này, phần đứng đằng trước ta sẽ gọi tên nó là hệ số của đơn thức phần đứng đằng sau là x mũ 8 y mũ 10 là phần chứa biến được không các con thế còn bậc đương nhiên phải lấy hai số mũ cộng lại với nhau rồi và như vậy bậc của chúng ta bậc của đơn thức này sẽ là 8 cộng 10 các con nhé bậc của đơn thức này sẽ là 8 cộng với 10 và như vậy là 18 Ok rất tốt rồi như vậy thông qua hai cái bài khởi động đầu tiên về phần đơn thức thì như vậy chúng ta chính thức kết thúc cái phần đơn thức ở tại đây. à xin mời cả lớp hãy chuyển sang cho thầy nội dung của phần à, hai nhỏ đó chính là nghiệm của đa thức nghiệm của đa thức các con nhé nghiệm của đa thức vậy nghiệm của đa thức là gì thì chúng ta sẽ thông qua một vài những ví dụ nho nhỏ như sau đầu tiên thầy sẽ đi vào cái ví dụ đầu tiên cả lớp bình tĩnh quan sát này Thầy có một cái đa thức đó là 2x trừ đi 1 Đây được gọi nó là đa thức một biến Được không các con? Đây được gọi nó là đa thức một biến nha Đa thức một biến Và cụ thể trong trường hợp này nó chính là biến x Được không ạ? À? Thế thì đa thức này thì người ta mới thấy rằng là Nếu như cho đa thức này bằng 0 Nếu này người ta cho cái đa thức nhận giá trị bằng 0 Cho đa thức bằng 0 nếu bằng 0 tức là 2x trừ 1 bằng 0 Thế thầy hỏi cả lớp Các con nhìn cái này trông nó có giống một bài toán tìm x của cấp 1 không cả lớp nhỉ? Trông nó có giống bài toán tìm x không? Bài này thầy xin mời bạn Ngân hồi ức lại tuổi thơ một tí nào Tìm x giúp thầy cái Nào Bài này tuổi thơ sẽ giúp chúng ta tìm x bằng cách nào? À, con cho thầy là à, 2x bằng 1 ạ Ờ chính xác. Chúng ta sẽ chuyển cái một này vứt sang vế tay phải đúng không? Chuyển vế đổi dấu cộng -1 là bằng dương 1. Vậy x của chúng ta bằng x chắc bằng là... Bao nhiêu ạ? À? Ừ. Bao nhiêu nào? À. <laughs> là 0.5 ạ. À? Ờ thì 0.5 là chính xác. Tuy nhiên ý, chúng ta nếu mà viết dưới dạng phân số thì nó là 1/2 tức là 1/2, đúng không con? Đúng không ạ. Thế thì như vậy người ta thấy rằng là với cái giá trị mà x bằng 1 phần 2 thì làm cho đa thức 2x trừ 1 này sẽ có giá trị là bằng 0. Đúng không cả lớp? Và như vậy thì người ta sẽ nói rằng là vậy thì x bằng 1 phần 2 là nghiệm là nghiệm các con nhé là nghiệm của đa thức 2x đi 1 Đấy. Như vậy thì ở đây, đây là thông qua ví dụ đầu tiên thôi Nên các con chưa cần phải quá là hiểu rõ được là nghiệm là gì Thực ra thầy biết là các con chắc đã học trên lớp rồi đấy, đúng không? Tuy nhiên, chúng ta sẽ đi vào đến ví dụ thứ hai nhá Ví dụ thứ hai nào Xin mời các con tiếp tục xử lý cho thầy Đa thức bây giờ là đa thức 4x trừ 5 bằng Đây, à, 4x trừ 5 Đa thức này thì thầy xin mời bạn Hà An cho thầy hỏi Đa thức này nếu như cho thằng 4x 5 bằng 0 thì chúng ta sẽ tìm ra được x bằng bao nhiêu? Nào, Hà An giúp thầy nào. Cho đa thức 4x 5 bằng 0. Thì con sẽ tìm ra x giúp thầy nào. Ờ... Hà An ơi. Rồi, xin mời con. À... 4x 5 con cho bằng 0 tức là như thế này đúng không? Vậy tìm x ra x bằng bao nhiêu? 4. 4x bằng không trừ 5 ờ, Thật không, thật không, thật không. <laughs> Sao lại à, không trừ 5 Không 5 nhầm Nhầm, ờ, nhầm, mà. nhầm là toi rồi Vậy 4x mà bằng 5 thì Tức là x bằng mấy 4x bằng 5 ờ, X bằng 5 chia 4 ờ, 5 chia 4 đúng rồi Tức là 5 phần 4 đúng không Thì trong trường à. hợp này thì X bằng 5 phần 4 này lại được gọi là nghiệm của đa thức 4x chữ 5 các con nhé. Vậy x bằng 5 phần 4 trong trường hợp này lại được gọi tên là là nghiệm này. Là nghiệm của đa thức 4x chữ 5. Được chưa nào? Ok. Rồi, bây giờ nâng cấp lên độ phức tạp hơn này. Nào, xin mời các con đi đến ví dụ thứ ba của thầy như sau. Ví dụ 3. À, 4x bình phương trừ 9 đây là một đa thức vẫn là đa thức một biến và một biến x đúng không vậy thì xin mời à xin mời bạn lâm lâm a nào xin mời lâm a hỗ trợ thầy nếu như chúng ta cho đa thức này bằng không tức là ta được điều gì nào thầy xin mời lâm a có thể là có x mũ bằng trừ 9 trước đã nó bằng gì con nhỉ cứ bình tĩnh bằng không đúng rồi bằng không vậy làm nào để tìm được x làm nào để tìm được x nhỉ là con sẽ x mũ sẽ bằng là chín chính xác vậy tiếp tục như thế nào x mũ hai sẽ bằng chín cộng bốn à chín à chín à, chia bốn chín chia bốn đúng rồi vậy đến đây x bình phương mà bằng chín phần tư thì x sẽ bằng bao nhiêu Nào, x bằng bao nhiêu nào? Lâm có biết không? Các bạn trong lớp có bạn nào có thể hỗ trợ bạn Lâm cho thầy biết là x bình phương mà bằng 9/4 thì x của chúng ta là bằng bao nhiêu không? Thằng nào mà mũ 2 lên bằng 9/4 nhỉ cả lớp nhỉ? À con thưa thầy là 3/2. Ờ, 3/2, chính xác. Nhưng liệu này đã đủ chưa? đã đủ chưa cả lớp kết à, luận chưa đủ chưa đủ chưa đủ <laughs> ngay bản thân x ở đây là một cái giá trị 3 phần 2 này chưa đủ các con ạ à. còn một giá trị nữa mà khi chúng ta bình phương lên ý có kết quả cũng bằng 9 phần 4 các con có biết nó là giá trị x bằng bao nhiêu nữa không Ngoài cái giá trị x bằng 3 phần 2 này ra còn một giá trị nữa các con ạ. À. Là x bằng bao nhiêu nữa nhỉ? Nào, Hỏi thử xem Tuấn nào 3 phần 2 này thì mũ 2 lên đúng bằng 9 phần 4 đúng rồi Nhưng mà còn cái thằng nào nữa mà mũ 2 lên cũng bằng 9 phần 4 không nhỉ ờ, Tuấn nhỉ Âm 3 phần 2 Đúng rồi có cái thằng âm 3 phần 2 đấy Cả lớp thử mà xem Nào các con cùng thầy thử nhá 3 phần 2 mũ 2 lên này là bằng 3 mũ 2 là 9 2 mũ 2 là 4 Ok Trừ 3 phần 2 tất cả mũ 2 lên này Trừ mà có số mũ là chắn thì trừ trừ lập tức bay màu Vậy còn lại kết quả cũng là 9 phần 4 Như vậy cả lớp đã thấy là đúng là kết quả là 3 phần 2 và âm 3 phần 2 Đúng là các giá trị của x Làm cho đa thức 4x bình phương trừ 9 này Đúng là bằng không thật đúng không cả lớp ơi Chọn đúng không các con Chính xác chưa Vậy trong trường hợp này thì ta sẽ đi đến kết luận là gì Vậy đa thức 4x bình phương trừ 9 Sẽ có nghiệm có nghiệm là x thuộc tập hợp gồm 2 phần tử là 3 phần 2 và trừ 3 phần 2. Đấy. Vậy đến đây các con đã biết được là thế nào được gọi là nghiệm chưa cả lớp? Bạn nào trên lớp học rồi xong là thử đọc giúp cho thầy với các bạn trong lớp biết thế nào được gọi là nghiệm của đa thức nào? Ai biết có thể hỗ trợ thầy được không? Nào, ai tự tin giơ tay phát biểu nào? Tuệ Linh có phát biểu được cho thầy nghiệm của đa thức là gì không? Thầy Linh có thể hỗ trợ thầy phát biểu theo ý hiểu của con thế nào được gọi là nghiệm của đa thức không? Ờ, dạ con thưa thầy là Như thế nào, ờ... như thế nào thì được gọi là nghiệm của đa thức nhỉ? Nghiệm của đa thức Theo con là như thế nào? là giá trị của cái gì nhỉ? X được gọi là gì nhỉ các con nhỉ? X được gọi là gì nhỉ? Trong đa thức thì x được gọi là gì? Trong 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 một đa thức thì x của chúng ta được gọi là biến đúng không các con? Được gọi là biến hay còn gọi tên đầy đủ là biến số. Vậy thì nghiệm của đa thức là cái gì nhỉ? Là cái gì nhỉ? Vậy linh nhỉ? là gì là gì là gì là à, các gì? giá gì? trị của gì là các giá trị của gì giá trị của biến rồi. đúng rồi làm sao nhỉ làm cho cái gì nhỉ làm cho ừ. làm cho cái ừ. gì bằng không nhỉ làm cho đa bằng không đúng rồi đơn giản chỉ có vậy thôi ạ à. rồi xin mời các con hãy đi đến kết luận giúp cho thầy nhá kết luận của phần nghiệm nó là như sau nào đi đến kết luận này Vậy ta có một kết luận rất đơn giản đó là như sau. Nghiệm của đa thức nghiệm của đa thức là giá trị của biến là các giá trị của biến số. Biến số ở đây tức là chính là biến x đấy các con ạ. À. Nghiệm của đa thức là giá trị của biến số làm cho đa thức bằng không Đấy. làm cho đa thức bằng không hết sức đơn giản Ok rồi xin mời cả lớp hãy bổ sung cái phần kết luận cuối cùng này vào trong vở đó thầy sau đó thì xin mời các con hãy đi tìm nghiệm giúp cho thầy một số các đa thức sau Đấy. để các con biểu diễn luôn cho thầy nhá xem xem là đã thực sự là ok 100% chưa Thầy hỏi cả lớp này Ờ uh, thế các con hôm nay các con có muốn nghỉ giải lao một tí không hay thế nào? Có muốn nghỉ giải lao không? Để thầy biết để thầy còn uh, có kế hoạch căn căn uh, giờ cả mấy bài tập. Có muốn nghỉ giải lao giữa giờ không các con? Hả? Nào, bây giờ thầy lấy ý kiến nhá, thầy lấy ý kiến vote này. Những bạn nào mà đồng ý là muốn nghỉ giải lao giữa giờ thì cho thầy chữ uh, C Đúng không? Có nghĩa là C là có đấy Đúng không? C là có Thế còn nếu bạn nào không muốn nghỉ Thì cho thầy chữ K để thầy biết nào Vừa nói dứt lời toàn C thế này Thế thì còn biểu quyết gì nữa à? Thôi <laughs> được rồi Như vậy chúng ta sẽ học đến 9 rưỡi Thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút Được chưa Ok, nào cả lớp ơi bổ sung đi để nhanh chúng ta còn đi đến một vài cái ví dụ nho nhỏ về phần nghiệm nào. Nghiệm dễ lắm các à, con ạ. À? Nghiệm dễ lắm nhanh để con chuyển tìm nghiệp của đa thức nhá nào bây giờ chúng ta cả lớp ơi cho thầy hỏi là các con đã bổ sung hết xong cái phần này vào trong vở chưa để chúng ta đi đến bài tập nào xong hết chưa hay là vẫn đang bổ sung Vậy cả lớp nhớ nhá. Nghiệm của đa thức là giá trị của biến số mà làm cho đa thức bằng 0. Cả lớp nhớ chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến nội dung của bài số 3. Xin mời các con hãy à, làm cho thầy bài số 3 với đầu bài như sau. À, bài số 3 nội dung là tìm nghiệm của các đa thức sau. Tìm nghiệm của các đa thức sau Câu A này 4x cộng 1 Ý B X bình phương trừ 16 Ý C 25x bình phương Trừ 1 Câu D 3x bình phương cộng 1 câu E 7x trừ 3 câu F 2x trừ 1 đóng mở ngoặc nhân với x Đấy, nào xin mời cả lớp hãy tìm nghiệm của các đa thức dưới đây cho thầy Xin mời các con. Thời gian để dành cho các con xử lý cái bài toán này là 6 phút. Thời gian bắt đầu, xin mời cả lớp. <laughs> Làm xong bài này chúng ta sẽ nghỉ giải lao nhá. Các con cố gắng lên nào. <laughs> OK, thầy cảm ơn Lâm C ạ. À. Tuy nhiên, L... Lâm ơi, con không cần phải gửi cho thầy kết quả. À, và gửi lần dần lượt luôn à? OK. Thế thì các con chỉ cần là làm một lúc xong, sau đó comment cho thầy luôn là A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu, D bao nhiêu, E bao nhiêu, F bao nhiêu đó. để cho tiết kiệm thời gian. Thầy tin là bài này không thể gây khó khăn cho các con được, đúng không ạ? À? Nào, cố gắng lên nào. <laughs> Mm-hmm. <clears throat> OK, thầy gặp, thầy đã nhận được đáp án của Phú Bảo rồi. Bạn Phú Bảo comment rất chi tiết luôn. Thôi, thầy cảm ơn con. À, trong trường hợp này, Phú Bảo đang bị nhầm lẫn một, một chút chút ở ý ở ý D con ạ. À. Con hãy kiểm tra lại ý D một chút xem nào. rồi thầy cảm ơn Tuấn. Tuấn đã gửi đáp án cho thầy xong ý yeah. A thời gian vẫn còn cố gắng lên nào <cười> <cười> rồi chúc mừng phú bảo ạ à. chính xác ạ à, đáp án của con gửi lại lần thứ hai với cái cuộc câu D ấy là chính xác à... <laughs> trong trường hợp này ngân thầy biết là con rất nỗ lực cố gắng tuy nhiên là đáp án trong trường hợp này của con bị thiếu khá nhiều nhá thiếu khá nhiều đấy <laughs> ok bởi vì là con bị đang thiếu trường hợp ý ạ à? Con có hiểu không ạ ờ, có thể là khi mà một cái đa thức ý, chúng ta có thể có nhiều nghiệm mà nếu như chúng ta tìm thiếu thì có nghĩa là chúng ta sẽ bị trừ điểm đúng không ạ cho nên là khi tìm là phải cố gắng tìm được đầy đủ các nghiệm của nó các con nhớ nhá ờ, ok thời gian cũng đã gần như là hết rồi bây giờ xin mời bạn minh nào Xin mời bạn Minh hãy tìm cho thầy nghiệm của đa thức A à, à, Xin mời con 1x à, cộng 1 bằng à, 4x 4x cộng 1, muốn tìm nghiệm thì tìm bằng 0 Ờ ok, vậy tìm ra x bằng bao nhiêu nào? X à, bằng 1 4 Bao nhiêu ạ, bao nhiêu ạ, à, à? đọc lại thầy nghe xem nào, cho rõ ràng hơn nào 1 phần 4 ạ 1 phần 4, đúng kết quả như thế này chưa ạ? À? Đúng ý con chưa? Rồi ừ, ạ. Ờ, ok. Chúc mừng con. Đáp án này đã sai. <laughs> nào, làm thế nào mà lại ra được x bằng 1 phần 4? Mình. Làm nào nào? Tìm x thì bài này tìm x như thế nào? Yêu cầu bạn Minh làm lại cho thầy nào? Ừ. Con bị, con bị nhầm dấu âm. <laughs> ừ, thì phải bình tĩnh chứ. 4x cộng 1 bằng 0, vậy thì 4x bằng bao nhiêu? X bằng âm 1 ạ à. Thế x phải bằng bao nhiêu đây? x bằng âm 1 phần 4 ạ à. Ok Vậy thì trong trường hợp này thì cái đa thức đầu tiên của chúng ta có nghiệm là x bằng trừ 1 phần 4 con nhá Đấy Nó tuy là nó rất đơn giản thôi nhưng mà phải hết sức cẩn thận các con ạ à. Bởi vì như thế này mà làm sai là bị mất điểm rồi Đúng không? Ở ok Xin mời bạn Ngân xử lý cho thầy Ib nào Xin mời Ngân Đạ. Rồi con cứ mạnh dạn làm đi Sai ở đâu thầy sửa đấy Đừng lo Đạ x mũ 2. 2 này 6. trừ đi 16 này cho nó bằng 0 đúng không con? Dạ. Tìm nghiệm của một đa thức tức là chúng ta đi giải đa thức bằng 0 để tìm ra giá trị của biến số. Cả lớp nhớ chưa? Vậy trong trường hợp này thì chúng ta chuyển về đổi dấu vậy x bình phương của chúng ta bằng bao nhiêu đây con? x bình phương bằng 16 ạ. Đúng rồi. Vậy thì con có biết là với x bình phương mà bằng 16 thì x sẽ có hai giá trị là bằng bao nhiêu và bao nhiêu nhỉ? Ngân có biết không? À, cũng âm 4, âm 4 ạ. À đúng rồi, x bằng dương 4 và x bằng âm 4 có đúng không? Chuẩn chưa? Vậy thì thực tế là thằng này nó có mấy nghiệm? Có mấy nghiệm này con nhỉ? À, 2 nghiệm ạ. Đúng rồi, đa thức x bình phương chữ 16 là có 2 nghiệm. Chính là cái thằng x bằng 4 và x bằng chữ 4 các con nhé. Đấy, thằng trên này thì đa thức này có duy nhất một nghiệm này. Đa thức có một nghiệm. Ok, thầy cảm ơn uh, Ngân ạ. À đa thức 4x cộng 1 có một nghiệm chính là x bằng âm 1 phần 4. Thế còn thằng dưới này là x bằng 4 hoặc là x bằng 4. Đấy, ok. À, xin mời bạn Tuệ Linh nào. ưu tiên các bạn nữ trước nhá Tuệ Linh, cho thầy câu C nào. Con cho thầy là 25x2 trừ 1 bằng 0. Đúng rồi chia ra 25x mũ 2 bằng 1. OK luôn. X mũ 2 bằng 1 phần 25. Đúng rồi. Vậy đến đây thì con có biết là x của chúng ta có mấy giá trị thỏa mãn x bình phương bằng 1 phần 25 không? Hai giá trị. Và... Là bao nhiêu và bao nhiêu ạ? À? 1 phần 5 và 1 phần 5. Chính xác, rất tốt. À, là 1 phần 5 và âm 1 phần 5 Sau đó thì các con nhớ kết luận cho thầy nhé Trong trường hợp này thầy xin phép là chấm 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 Ok, được chưa nào? Ok Rồi, ý ý D Thầy xin mời bạn là Lâm Duy nào Xin mời Lâm Duy hỗ trợ thầy ý D nào Xin mời con Dạ, con ơi thầy ý D là Đầu tiên là chúng ta 3 xét 3 x, 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 x vương cộng 1 cho bằng 0 đúng không con Vâng. Thì ở đây bài này tìm ra x bằng bao nhiêu? Bài này Lâm Duy 3x, có tìm... Mà... 3x nào dẫn 3x tới 2 là 2 bằng âm 1 ạ. Ờ, 3x mua 2 bằng âm 1 cái này nó có hợp lý không nhỉ nó có hợp lý không hay là trông nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy nhỉ các con nhỉ à? Duy cho thầy hỏi là 3x bình phương mà bằng âm 1 liệu nó có ổn không nhỉ con nhỉ ổn không uh... liệu bài này có tìm ra được x không đã không ạ không vì sao vì sao con lại kết luận là không tìm được x nào thử lý giải giúp cho thầy với các bạn hiểu được rõ ràng hơn xem nào <laughs> vì sao con nhỉ con là có không biết ạ à? không biết thế tại sao biết là là cái thằng này nó nó không có giá trị của x hả à, lý do vì sao cảm nhận à đây là hoàn toàn là người ta gọi là cảm nhận chứ không biết là lý do vì gì à, có à, đúng không <laughs> Rồi, Ok, có ý kiến của bạn Lâm B hỗ trợ cho Lâm Duy nào xin mời Lâm nào con gì? ừ, thấy đấy con giơ tay mà thử xem xem là lý giải ờ... vì sao là vì uh, x mũ hai sẽ lớn hơn là bằng 0 ạ à. một thì sẽ bé hơn uh, không ạ nên ừ. Suy ra x thuộc tập rỗng ạ ở x thuộc tập rỗng thực tế thì x thuộc tập rỗng có nghĩa chính là không có giá trị nào của x thỏa mãn làm cho đa thức 3x bình phương cộng 1 này bằng 0 và như vậy người ta sẽ kết luận là đa thức này vô nghiệm các còn nhá. Được chưa nào? Như vậy trong trường hợp này thì chúng ta sẽ viết ở đây đó là vô lý. Vô lý là vì sao? Là vì này. 3x bình phương của chúng ta thì luôn luôn lớn bằng 0. Thế còn âm 1 thì lại bé hơn 0. Như vậy một thằng bên tay trái thì là lớn hơn bằng 0, tức là không bao giờ nhận giá trị là bé hơn 0 cả. Trong khi ở bên này thì nó lại là một số bén không tức là số âm Vậy điều này vô lý chưa? Quá là vô lý luôn đúng không? Vậy đến đây ta đi đến kết luận nhá Là đa thức Đa thức 3x bình phương cộng 1 là vô nghiệm các con ạ à? Đa thức này vô nghiệm Vô tức là không Nghiệm tức là không có nghiệm Đấy, Được chưa nào? Rồi ok, thầy xin cảm ơn Lâm Duy Cảm ơn cả Lâm B đã hỗ trợ cho bạn Lâm Duy luôn Tốt À, thầy xin mời bạn uh, Hà An nào xử lý cho thầy câu E nào Xin mời Hà An Dạ câu E Đúng rồi câu E là 7X đi 3 đấy ạ à. Xin mời con Ờ đưa thầy là 7, 7X 3 bằng 0 À tức là giải thì sẽ cho 7X 3 bằng 0 Chuẩn rồi Vậy đến đây con sẽ tìm ra được là 7x sẽ bằng 3 đúng không? Vậy là x bằng mấy nhỉ? Ờ, x bằng 3 phần 7 nhỉ? Đúng rồi, x bằng 3 phần 7. Và như vậy chúng ta sẽ đi kết luận là đa thức này sẽ có nghiệm là x bằng 3 phần 7 nhé. Ừ, Hà An chọn được vào cái câu nó khó thế nhỉ? À. Đấy, ok, câu cuối cùng này là câu khó nhất này. À, sẽ nhường lại cho bạn Phú Bảo. Xin mời bạn Phú Bảo. ý cuối cùng ạ à? phú bảo ơi <laughs> khả năng lại chạy đi đâu mất rồi phú bảo ơi con con ở trong phòng học không hay là chạy đi lấy đồ gì mất rồi Khả năng là Phú Bảo không nghe được tiếng của thầy rồi. Ôi, vậy thì thầy sẽ xin mời bạn Tuấn hỗ trợ Phú Bảo nào. Thầy xin mời con ạ. Con ơ... Ừ ờ, ơ gì, bạn Phú Bảo quay về ấy sao? <laughs> nào, xin con mời vừa Tuấn. vừa đi vệ sinh không? Thế à, thế thì đúng rồi. Ôi, vậy thì bây giờ đang nhường cái cơ hội biểu diễn này cho bạn Tuấn rồi. Đấy. Ê, giờ giờ con gục ích lại. À. À, con gộp x lại á à? hay là như thế nào ạ? À? Con gộp lại. Con gộp lại à? à? tức là con nhân nhân nó cái này ngoặc cái giả hay thế nào? Ở trong trường hợp này thì để tìm nghiệm của đa thức tức là chúng ta phải cho nó bằng không này. Xong sau đó là làm thế nào đây Tuấn? Câu này con sẽ làm thế nào nhỉ? Dạ con sẽ sẽ nhân tung cái ngoặc này ra có phải không ạ hay thế nào ạ ừ. à cả lớp lưu ý nhá ở trong trường hợp này cái đa thức này của chúng ta đây được gọi nó là phép nhân của hai đa thức thì cái này ý, thực chất nó không có gì đặc biệt nó chỉ là lấy các con nhớ cho thầy có một cái công thức này cả lớp chú ý nhá ta sẽ có được một tính chất phân phối của phép nhân đó là a nhân với mở ngoặc b trừ c ở trong ngoặc đây được gọi là tính chất phân phối của phép nhân với một hiệu cả lớp nhớ chưa nào vậy thằng này nó sẽ bằng gì là bằng a nhân với b trước tức là a nhân b sau đó là lấy a nhân với c ở phía sau đúng không nhưng mà cả lớp nhớ này nó phải là dấu trừ ở giữa bởi vì sao các con biết không bởi vì ở đây là a nhân b trừ đi a nhân c bởi vì ở đây nó có dấu trừ ở trong ngoặc đấy đây được gọi là tính chất phân phối của phép nhân với một hiệu các con nhé. Thế thì khi nhân ý, thì chúng ta nhân tung ra đấy là một nguyên tắc. Thế nhưng mà ở trong bài này thì các con hãy nhớ đến cho thầy một cái lý thuyết đơn giản như sau. Nào, thầy hỏi Tuấn một chút. Tuấn còn nhớ là nếu như a mà nhân với b mà bằng 0, hai thừa số với nhau nhân với nhau bằng 0 thì thằng này muốn kết quả của nó bằng 0 thì xảy ra mấy trường hợp nhỉ Tuấn nhỉ? A nhân B bằng 0 thì xảy ra mấy trường hợp con nhỉ? À, hai. Ờ đúng rồi, chính xác là hai trường hợp. Vậy trường hợp 1 là gì và trường hợp 2 là gì? Trường hợp 1 là A bằng 0 trường hợp 2. Chính xác, chuẩn rồi. Trường hợp 2 là B bằng 0 đúng không con? Ờ vậy thì Tuấn hãy nhìn lại bình tĩnh này, con hãy nhìn lại cái 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 đa thức ở cậu F ấy. Thế thì cái thằng này trông nó có giống là hai thằng nhân với nhau không con? Trông nó có giống không? Giống nhỉ? Ừ. À, Thế vậy bây giờ chúng ta có liệu có áp dụng được cái kiến thức ở bên tay phải này vào đây không con? Có chứ nhở? Bởi vì hai thừa số nhân với nhau mà được kết quả bằng không như vậy nó sẽ xảy ra hai trường hợp đó là gì nhở? Trường hợp thứ nhất là gì? Trường hợp thứ hai là gì con? Nào áp dụng kiến thức nào? Thứ nhất là... 2x trừ đi 1 có phải đóng vai trò là thừa số thứ nhất không con? Cái này này là thừa số thứ nhất này. Vậy cho thằng thừa số thứ nhất này bằng mấy? không oh. đúng rồi thế còn trường hợp thứ hai là gì oh trường hợp thứ hai là gì nhỉ con nhỉ là thừa số thứ hai đâu thừa số thứ hai đâu rồi thừa số thứ hai của trạng của chúng ta trong phép nhân này là gì nhỉ con nhỉ <laughs> là x đúng rồi thì như vậy con chỉ cần là cho x bằng không thôi tuấn đã hiểu được điều này chưa con hiểu được điều này không Hiểu hoàn toàn chưa? Ờ, thế nếu đến đây thì con có liệu có tìm ra được x của chúng ta trong mỗi một trường hợp này không? Tìm ra được không nhỉ con nhỉ? Trường hợp 1 là 2x 1 bằng 0. Trường hợp 2 là x của chúng ta bằng 0. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ tìm ra được x ở tương ứng hai trường hợp là x bằng bao nhiêu và x bằng bao nhiêu nhỉ Tuấn nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Con nhỉ? Ở trường hợp trên thì x bằng bao nhiêu? 1 phần 2 Đúng rồi, chính xác Trường hợp thứ hai thì có cần tìm không? <laughs> x bằng 0 rồi như vậy nó là ngon luôn đúng không? Vậy thì trong trường hợp này ở câu F của chúng ta Thì vậy đa thức 2x trừ 1 nhân với x ở đây ý, Có nghiệm là có nghiệm Nghiệm x thuộc tập hợp gồm có hai phần tử là 1 phần 2 Và nghiệm x bằng 0 Vậy ta sẽ có kết luận là mở hoặc nhọn 1 phần hai Không chấm phẩy không đóng hoặc nhọn Được chưa nào? Ok Rồi như vậy là thầy cảm ơn tất cả các con đã hỗ trợ thầy Trong cái việc tìm nghiệm của đa thức Ở cái bài tập số 3 này Đúng không ạ? Bài số 3 bài số 4 nhỉ? Bài số 3 Rồi cả lớp ơi các con chữa bài đi Bây giờ thầy sẽ cho các con nghỉ giải lao một chút nhé à, Bây giờ là 9h33 À, cộng thêm với 2 phút chữa bài cho thật cẩn thận này Thôi 1 phút chữa bài thôi À, từ nãy giờ các con cũng chữa dần rồi đúng không Vậy thì ta sẽ có là 6 phút Vậy đúng 9 giờ 40 Chúng ta sẽ quay trở lại với buổi học các con nhé Rồi xin mời cả lớp Hãy nghỉ ngơi Ok, 9 giờ 40 rồi, thầy xin mời các con quay trở lại với buổi học của chúng ta nào Nào Nội dung tiếp theo của chúng ta như sau Khởi động một cái bài, uh, nốt một bài cuối cùng là tìm nghiệm đấy nhá Để chúng ta còn đến một cái phần quan trọng nhất của buổi học ngày hôm nay uh, Bài số 4 này Vẫn là tìm nghiệm thôi Nhưng mà các con làm bài này thật nhanh chóng giúp thầy nhá để còn chuyển sang nội dung quan trọng nhất của buổi ngày hôm nay đó là phần cuối cùng cộng trừ đơn thức à cộng trừ đa thức à ok xin mời các con tìm nghiệm cho thầy câu a trừ ba x trừ bảy trừ ba x trừ năm câu b hai uh, x trừ một nhân với hai x cộng năm câu c x mũ 4 trừ đi 1 phần 16. Câu D. Trừ 3x bình phương trừ 5. Rồi, ok. Xin mời cả lớp xử lý cho thầy 4 câu này. A, B, C, D. Thời gian để dành cho các con là 4 phút. Xin mời. Cố gắng lên nào. Bạn nào làm xong thì comment cho thầy xin kết quả nhá. OK ạ, à, thầy cảm ơn, uh, thầy cảm ơn Phú Bảo. À rất chính xác luôn, rất tốt, bạn Phú Bảo làm nhanh thật, rất chính xác. OK, thầy cảm ơn con ạ, à, rất tốt. Các bạn còn lại thì uh, tiếp tục nào, cố gắng lên. Bạn Phú Bảo comment rất chính xác và nhanh luôn, uy tín đấy. ào oh. ngoài phú bảo ra ai là người đứng thứ hai đây có một phút các con nhé còn một phút Ok ạ, à, thầy cảm ơn Minh ạ à. Ủa, sao bạn Minh gửi cho thầy Xong rồi bạn Minh lại xin xin lại thu lại là thế nào Con con bị gửi nhầm ạ yeah. <laughs> Ok, rồi bạn Phước Bạn Phước gửi khá là chính xác rồi đấy ạ à. À, Rất tốt Thầy cảm ơn tuệ linh à, Tuy nhiên là tuệ linh chỉ con chỉ thiếu một chút chút thôi ở nội dung của câu C, ấy, con thiếu mất một trường hợp ạ. À? À, thế còn ở câu cuối của Phước thì sao? Thầy đang thấy con viết mỗi là ý D. Không biết là con có kết quả D là như thế nào? Em chưa ra. À, con chưa ra. Ok. Rồi, thầy cảm ơn bạn Minh. Tuy nhiên trong trường hợp này thì Minh nghe này. Đáp án câu B của con thiếu mất một trường hợp. Đáp án câu D của con thì lại là chưa chính xác. Đấy. <laughs> rồi chúc mừng Tuệ linh ạ à. đáp án của Tuệ linh rất chính xác luôn rất tốt à, hôm nay như là lâm lâm di hình như là hôm nay chắc là <laughs> Chắc là hôm nay bị bị uh, bị mệt hay sao ấy nhỉ thấy uh, gửi đáp án cho thầy không được nhanh lắm đúng không đúng rồi đáp án câu B của mình chính xác rồi đấy ạ à? rồi Chúc mừng Hà An đáp án của Hà An rất chính xác tốt ngân ơi đáp án của con như thế nào Tuấn nữa uh lâm cho thầy xin đáp án nào uhm, đáp án của tuấn ở câu b thì khả năng là chưa chuẩn rồi con ạ à. khả năng là chưa chuẩn rồi ok nào À, câu đầu tiên nhé thầy xin mời bạn ngân nào xin mời ngân hãy xử lý cho thầy ý đầu tiên nào xin mời con dạ thầy. âm ba x trừ năm bằng không Ừ, âm ba x trừ năm chúng ta sẽ cho nó bằng không vậy thì con sẽ bình tĩnh tìm ra x đúng không nào xin mời con tìm x cho thầy nào à, âm ba x bằng âm năm bình ừ, à, tĩnh có chính xác không con à, khi mà nó à, ở bên tay trái ở à, phải hết sức bình tĩnh nhé làm nhầm là bị mất điểm luôn đấy Vậy thì bởi vì sao con nhìn này, 5 ở bên tay trái chuyển sang bên tay phải tức là chuyển vế thì phải đổi dấu. Vậy là trừ thì lập tức đổi sang bên này biến thành cộng. Mà không cộng 5 thì là bằng 5, đúng không con? Vậy đến đây x của chúng ta bằng bao nhiêu? À ờ, x x là bằng 5 chia 3. Ờ 5 chia -3 không sai. Tuy nhiên là người ta rất hạn chế khi viết cái dấu trừ ở dưới mẫu con ạ mà người ta thường 5 người, 5 người ta âm -5/5 à -5/3. Ờ viết như thế này hoặc người ta còn một cách viết khác nữa là viết là như thế này là dấu trừ đặt ở đằng trước của phân số của các con nhé chứ người ta rất ít khi viết dấu trừ ở dưới uh, mẫu số đúng không ạ ok rồi đây chính là nghiệm của đa thức ở câu a uh, ok thầy cảm ơn ngân con con cần phải tính cẩn thận hơn một chút để chưa nào rồi uh, thầy xin mời bạn uh, uh, lâm b hỗ trợ thầy ý b nào xin mời con chưa hai trường hợp à Ờ, uh, chuẩn rồi hai trường hợp Trường hợp thứ nhất ờ, là gì? Hay x bằng 0 thì sẽ có x có còn làm từ từ ờ 1. Ờ 2x bằng 1. X 1 bằng 1/2. Ok luôn. Trường hợp số 2 là gì? Số 2 là 2x bằng 5 sẽ bằng 2x à 2x bằng -5. Đúng x rồi. sẽ bằng âm -5/2. Ờ x sẽ bằng -5/2. Đúng rồi. Rất tốt. Và đây chính là hai nghiệm của cái đa thức ở câu B các con nhá. Cả lớp nhớ đấy. Khi mà các con cứ nhìn thấy dưới dạng tích của hai cái thừa số với nhau mà đây được gọi là một đa thức cho nó bằng 0 ấy thì lập tức cần nhớ đến a nhân với b bằng 0 và lập tức các con chia hai trường hợp cho thầy ngay nhá, chia hai trường hợp. Nhớ đấy. Cái này nó là một cái kiến thức rất rất cơ bản thôi, đúng không? Ờ, ok, xin mời bạn uh, uh, xin mời bạn Minh xử lý cho thầy ý C nào. Thưa thầy cho đa thức bằng 0. 1 /6 bằng 0 ạ. À. Ờ thì x mũ 4 bằng bao nhiêu đây con? 1 /6 à. 1 1/6 ạ. 1/16 đúng không? À, vậy cái thằng thằng nào thằng nào mũ 4 lên thì bằng 1/16? Thế này là 1/2 ạ. À. Ờ. Như vậy ở đây là x bằng 1/2 đúng rồi. Nhưng mà đã đủ chưa con nhỉ? Đủ chưa nhỉ? Chưa Ờ thế con cái giá trị nào được không? Thế là con -1/2 ạ. À. Đúng rồi cả lớp nhớ này khi mà chúng ta có số mũ là chẵn ấy bốn là chẵn thì bao giờ cũng chia hai trường hợp cả lớp nhá chỉ có duy nhất một cái trường hợp mà không chia hai trường hợp đó thôi cả lớp có biết là trường hợp nào không x mũ 4 phải bằng bao nhiêu thì không chia hai trường hợp đố cả lớp đấy nào x mũ 4 bằng bao nhiêu thì chỉ có duy nhất một trường hợp mà không phải là hai trường hợp đó khi mà hai cái kết quả đấy trùng nhau vậy cả lớp có biết là cái số nào khi bình phương lên nó vẫn bằng chính nó không có số nào không các con nó số mấy nhỉ số mấy nhỉ số nào khi bình phương lên bằng chính nó cả lớp nhớ này nếu một, một bình một bình phương lên bằng một đúng rồi nhưng mà âm một bình phương lên thì cũng giá trị bằng một đúng không như vậy cái trường hợp x mũ 4 bằng 1 này nó có phải vẫn là có hai nghiệm đúng không cả lớp? Vẫn có hai nghiệm đúng không? Thầy đang hỏi là x mũ 4 này bằng bao nhiêu thì nó có một nghiệm cơ mà. Bao nhiêu? Cả lớp có biết là x mũ 4 bằng bao nhiêu thì nó có một nghiệm không? <laughs> rồi thì cảm ơn bạn Minh. Đáp án của mình chính xác rồi. Thế mà các bạn khác không biết đấy. Đó. Nào, Ngân có biết là x mũ 4 bằng bao nhiêu thì có một nghiệm không con? Không ạ. À. Không biết. Ok. Không biết hay là trả lời là không? Không, không biết ạ. À. à. mày quá. Trả lời với thầy là không có phải là ok không? Bởi vì sao nhở? Bởi vì nếu trường hợp x mũ 4 mà bằng 0 thì chỉ có duy nhất một giá trị của x làm cho đa thức này bằng 0 mà thôi. Đó chính là là x bằng 0 đấy các con ạ. À? Bởi vì nhá, không mũ 2 có bằng là âm không mũ 2 không? Và đều bằng không đúng không? Thật nhưng mà thật không may là không và âm không này đây là trường hợp đặc biệt vô cùng. Hai số đối nhau là một. Chỉ có đây là một trường hợp duy nhất này thôi. Được không các con? Cả lớp nhớ chưa nào? Thế còn đâu tất cả các trường hợp còn lại thì hai số đối nhau là hai số khác nhau các con nhé. Chỉ có duy nhất số 0 là trường hợp đặc biệt. Số 0 là số có hai số đối nhau cùng một kết quả vẫn là số 0 ấy nhớ đấy rồi ok vậy câu này thầy xin cảm ơn bạn bạn mình bây giờ thầy xin mời ý đê này thầy xin mời bạn uh, thầy xin mời bạn lâm c nào xin mời con nào cho nó bằng không nào điều này dẫn tới con có được điều gì điều gì nhỉ Lâm nhỉ Lâm ơi con có hỗ trợ thầy được câu D này không? Con không. chưa con con bị vướng mắc câu này à? Con chưa xong. À chưa xong OK. Nào Lâm A có thể hỗ trợ thầy câu này được không? à Con cũng chưa. Được. Oh à, à. nào thế vậy thì thôi xin mời bạn Lâm còn lại nào uh, 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 câu D hả? Ở câu D đấy uh, Âm um, um, 3X mũ 2 bằng 5 Đúng rồi, âm um, 3X mũ 2 bằng 5 Chuẩn uh, luôn Dẫn tới X uh, mũ 2 bằng 2 bao nhiêu? 2 Bằng... Đó. X mũ 2 bằng bao nhiêu? X mũ 2 bằng 5 phần Âm um, 5 âm 5 phần 3 Ok Thế cái điều này nó có hợp lý không nhỉ? Không Thế thì vì sao không hợp lý? Vì um, x mũ 2 lớn hơn là bằng 0 mà âm 5 phần 3 nhỏ hơn 0 Đúng rồi X mũ 2 của chúng ta các con nhớ này Đây được gọi là bình phương của một số Thì bao giờ cũng lớn hơn là bằng 0 Thế còn cái thằng bên tay phải thì lại là một số bé hơn không Vậy thì hai cái vế này liệu có bao giờ nó bằng nhau được không nhỉ? Không bao giờ có thể bằng nhau được. Vậy đây là một điều vô lý. Mà vô lý thì có nghĩa là cái phương trình này thầy xin lỗi, thầy bị quen miệng. Đa thức này của chúng ta sẽ lập tức là một đa thức vô nghiệm hay còn nói là đa thức không có nghiệm. Được không các con? Được chưa nào? Vậy đây là một đa thức không có nghiệm, là đa thức vô nghiệm các con nhá. Ok. Rồi À, lâm a với lâm c ơi bây giờ các con đã hiểu được cái này chưa hiểu được chưa các con yeah. đấy may là có bạn uh, cùng tên hỗ trợ nhá mà bạn cùng tên hỗ trợ thì thôi không sao chứ để các bạn khác khác tên mà hỗ trợ là buồn lắm được chưa nào rồi xin mời cả lớp bổ sung thật nhanh để chúng ta chuyển sang nội dung cuối cùng của buổi học ngày hôm nay để cho các con một phút để bổ sung nhá nhanh Ok, nào chúng ta sẽ đến nội dung quan trọng nhất của buổi ngày hôm nay đó là ba nhỏ các con nhá. Con ghi cho thầy này, ba nhỏ. À phép cộng phép cộng, phẩy, phép trừ. Hai đa thức. Phép cộng, phép trừ, hai đa thức. Được chưa các con? <laughs> phép cộng, phép trừ, hai đa thức. Thế thì để giúp cho các con xử lý cái phần này nó thật tốt, thì chúng ta sẽ thông qua một cái bài tập nho nhỏ như sau. À, bài này của chúng ta ừ. nó là bài số 5 đúng không con? Thầy sẽ viết nhỏ nhỏ, nhỏ nhé, bài số 5 các con sẽ quan sát. Bài số 5 này của chúng ta đó là cho hai đa thức, cho hai đa thức này. Đa thức đầu tiên là a bằng 2xy bình phương cộng với 5x cộng với 4y bình phương, được không các con? Cộng với 4y bình phương. B bằng xy bình phương trừ 2x trừ y mũ 2 được chưa nào? Đây là hai đa thức a và b. Yêu cầu của chúng ta ở nội dung này đó là câu a tìm a cộng với b tức là cho hai đa thức cộng lại với nhau và b là tìm đa thức a trừ đi đa thức b. Ok. À, thầy chỉ cho các con thời gian là à, cái này nhá. Thầy biết là một số bạn đã học rồi. Nên thầy đã cố tình để cho các con thời gian là 3 phút Để các con tìm giúp cho thầy xem Thử dựa trên hoàn toàn là kiến thức các con đã được học trên lớp Tìm giúp thầy xem A cộng B và A chữ B bằng bao nhiêu Được chưa nào Thời gian 3 phút bắt đầu Sau 3 phút mà thầy nhận được tín hiệu là cầu cứu Thì thầy sẽ là người xử lý lại bài toán này cho các con nào, Xin mời cả lớp Cứ <laughs> bình tĩnh các con nhé, cố gắng lên. <laughs> xem xem có bạn nào không cần thầy hướng dẫn mà cũng làm ra được kết quả chính xác không thế còn nếu trong trường hợp các con không làm được thì cứ bình tĩnh lát nữa thầy sẽ hướng dẫn lại cho các con phần này nhé ok thì cảm ơn bạn phú bảo bạn Phú Bảo làm rất chính xác đấy ạ, ok uy tín, tốt ạ. À. Rồi thầy xin cảm ơn bạn Phước, đáp án của uh, bạn Phước ở a chính xác rồi ạ. Uh... Ok. Rồi tốt ạ, à. thầy cảm ơn bạn Tuấn, đáp án của bạn Tuấn cũng rất chính xác. <laughs> Như vậy là Hầu như là các con đều được học hết rồi, đúng không? Bây giờ thầy thử hỏi thử một vài bạn nữ trong lớp nhé. À, Ngân với Minh cho thầy hỏi này. Nếu trong trường hợp này giả sử là phép cộng của A với B ấy, thì các con có biết là chúng ta cần phải thực hiện các bước làm như thế nào không ạ? Ngân với Minh thì cả tuổi Linh chia sẻ giúp thầy xem nào. Nếu các con biết thì các con hãy chia sẻ với thầy. Thế còn nếu trong trường hợp chưa biết thì con chỉ bảo là con chưa biết thầy ạ. thì Thầy còn uh, hướng dẫn. Con chưa biết thầy ạ ờ ngân chưa được học, được hay là được học rồi nhưng con chưa rõ hình như chưa học hả? hình như chưa học á à? này <laughs> còn có cả hình như chưa học cả minh ơi cho thầy hỏi là phép cộng và phép trừ của hai đa thức này con có biết là sẽ thực hiện các bước như thế nào không à. có biết không con có à. à có à ok một phút cuối cùng Rồi ok, thầy cảm ơn bạn Phước ạ, à. đáp án câu B của con chính xác rồi, rất tốt. Hà An cho thầy hỏi là câu này con đã biết thực cách thực hiện cộng trừ của hai đa thức chưa? Hà An đã được học trên lớp chưa con? Hà An ơi, con đã được học phép cộng trừ của hai đa thức này chưa? chưa à chưa ok vậy thì chắc cần phải được hướng dẫn rồi rồi như vậy là thời gian đã hết à, trong lớp như vậy có một số bạn là chưa được học đúng không không sao hết chưa được học thì bây giờ học mà đúng không nào các con hãy bình tĩnh quan sát nhé đầu tiên thì chúng ta hãy quan sát này ở đây ta con đang có là cái đa thức ax đa đa thức a này và đa thức b gồm có hai biến là biến x và biến y đúng không ạ Vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi xử lý A trước. Nào, thầy sẽ cho cái B lên đây. Bây giờ chúng ta đi xử lý A này. Để tìm A cộng B thì người ta sẽ có những bước như sau. Bước số 1. Bước số 1. Người ta sẽ viết đó là đặt phép tính. Đặt phép tính các con nhá Đặt phép tính. Đặt phép tính ở đây là như thế nào? Tức là A cộng với B đây chính là yêu cầu của câu A đúng không? Thế thì ở cái việc mà <laughs> ở cái bước đầu tiên đặt phép tính này thì người ta sẽ đưa cái đa thức A và đưa đa thức B đặt xuống bên dưới này. Và người ta sẽ viết lại như sau, các con nhìn nhá. A đặt trước, người ta sẽ viết là 2xy bình phương cộng với 5x cộng với 4y bình. Thế thì thằng này đây chính là đa thức A thì người ta sẽ đóng mở ngoặc nó lại để giúp cho chúng ta nhận diện nó một cách dễ dàng hơn. Các con nhìn này. Đóng mở ngoặc lại thì cái thằng này có phải chính là cái thằng mà thầy đang gạch chân màu xanh này thầy vứt nó xuống đây đúng không cả lớp? Chuẩn không các con? Được chưa? Vậy thì bây giờ đối với đa thức B, thầy hoàn toàn tương tự. Thầy sẽ đặt cái thằng B này của chúng ta ở trên. Thầy vứt nó vào trong cái ngoặc ở đây. Được không các con? Nào, vứt nhá. Ở đây ta có xy bình phương này, vứt xuống. Trừ 2x trừ y bình và đây được gọi nó là bước số 1 đặt phép tính được chưa và ở bước đặt phép tính này là người ta đặt đa thức a và đa thức b thẳng xuống dưới này và hai thằng này thì người ta sẽ cho nó vào trong ngoặc ở giữa ở đây là phép tính cộng thì ở đây cũng là phép tính cộng được chưa các con sau đó thì chúng ta cần phải thực hiện đến bước thứ hai bước thứ hai bước thứ hai có tên gọi nó là phá dấu ngoặc phá dấu ngoặc phá dấu ngoặc các con nhá phá dấu ngoặc bởi vì ở trên này chúng ta đang có hai dấu ngoặc đúng không bây giờ chúng ta cần phải phá cái dấu ngoặc này đi vậy thì phá dấu ngoặc xong thì người ta sẽ đi kết hợp kết hợp các đơn thức đồng dạng kết hợp các đơn thức đồng dạng vậy thì cả lớp chắc chắn cần phải nhớ lại đơn thức đồng dạng là như thế nào thì đơn thức đồng dạng cả lớp thì nhắc lại này ví dụ đây được gọi là hai đơn thức đồng dạng 2x mũ 2y và thằng kia là 3 phần 4x mũ 2y thì hai cái thằng này được gọi là hai đơn thức có phần chứa biến giống hệt nhau và phần hệ số là 2 và 3 phần 4 là khác nhau và khác không thì đây được gọi tên là hai đơn thức đồng dạng vậy chúng ta cần phải phá dấu ngoặc và kết hợp các đơn thức đồng dạng này lại với nhau. nào, thầy xin mời bạn Ngân hỗ trợ thầy ý này cho con thực hiện thực hành luôn. cứ bình tĩnh nhá. đầu tiên này, thầy hỏi Ngân này. a cộng với b thầy viết lại nhá, a cộng với b. con có còn nhớ là quy tắc phá dấu ngoặc là như thế nào không? Ngân còn nhớ không ạ? nếu trước dấu ngoặc là một dấu cộng thì chúng ta sẽ phá dấu ngoặc như nào con nhỉ? thầy giả sử này a cộng này mở ngoặc a trừ b cộng c thì phá dấu ngoặc này bằng cái nào không? con? nó sẽ phá dấu ngoặc bằng cái nào? À, a trừ b cộng c ạ. Chính xác, rất tốt. Đây người ta được gọi là nếu trước dấu ngoặc là một dấu cộng, thì chúng ta chỉ cần phá tung cái ngoặc ra và giữ nguyên tất cả các thành phần ở trong ngoặc, đúng không con? Thế còn giả sử trước ngoặc là dấu trừ thì sao? nào? Đổi, à. Đổi dấu thế nào? đọc cho thầy được không? a cộng b trừ c ạ bình tĩnh bình tĩnh trước a là gì con biết không trước a ở đây không có gì tức là à, nó là dấu cộng đúng không à phải là gì nhỉ phải là gì mới là chính xác con nhỉ Từ a cộng b trừ c đúng rồi à phải là trừ a cộng b trừ c mới là chính xác vậy xin mời ngân hãy phá dấu ngoặc cho thầy nào ở trên này trước cái thằng a này nó là dấu cộng đúng không con vậy phá hoặc à. ngoặc cho thầy nào 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 nào, nhanh 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 phá 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 hai hai gì đây hai x y bình phương Đúng không? Tiếp tục à. tiếp tục. cộng 5x. Đúng rồi, tiếp tục tiếp tục tiếp tục. mũ 2. Đúng luôn. Trước ngoặc đằng sau là dấu cộng, vậy thì giữ nguyên tất cả các thành phần trong ngoặc nào nhanh. cộng x mũ 2. Đúng rồi. trừ y mũ 2. Đúng rồi. Như vậy là thầy đã uh, được bạn ngân hỗ trợ cái việc phá dấu ngoặc. Bây giờ xin mời ngân hãy đi ghép cho thầy các đơn thức đồng dạng với nhau tức là chúng ta đi tìm các đơn thức nào đồng dạng chúng ta sẽ ghép chúng lại với nhau. thầy hỏi ngân nhá, thằng dạ. ô vuông, ô hình chữ nhật màu xanh này của thầy nó đồng dạng với thằng nào? XI mũ hai ạ. Dạ. chính xác. vậy chúng ta cần phải ghép hai thằng này lại với nhau đúng không con? nào ghép nào? chúng ta sẽ cho nó vào hai. trong ngoặc hai dạ. x y bình dạ. này cộng với x y bình dạ. phương là đúng không con? rồi dạ. chính xác luôn. bây giờ đến thằng tiếp theo khoanh tròn nào khoanh tròn khoanh tròn là 5 x này đồng dạng với thằng nào nhỉ 2 x ạ dạ. Đúng rồi 2x nhưng mà con nhớ này Trước nó là dấu gì Âm 2x ạ à. Đấy Cần phải ghép hai cái thằng này lại với nhau nào Cộng nào Mở ngoặc còn... 5, 5x 2X. vứt xuống đây đúng không 2x, 2X là 2X gì đấy Đúng rồi Chuẩn rồi Chính xác Thế còn thằng nào đúng dạng với thằng nào được không 4 y mũ 2 với cả âm y mũ 2 ạ Chính xác Vậy cho trong ngoặc như thế nào con nhỉ Như thế nào nhỉ y mũ 2 ạ Vậy đến đây liệu có tìm ra được kết quả không con Bước số 3 nào, bước số 3 được gọi tên đó là thu gọn thu gọn đa thức thu gọn bằng cách là tất cả những cái ngoặc này chúng ta sẽ đi thu gọn nó lại ra một kết quả cuối cùng thôi vậy a cộng b trong trường hợp này bằng bao nhiêu đây ngân ơi ngân giúp thầy nào cần à, thì tích rồi a b bằng ba x y mũ hai đúng luôn gì nữa nào bằng cộng với cả ba x ạ Đúng rồi, tiếp tục. cộng 4y mũ 2 à 3y mũ 2. Đúng rồi, cộng với 3y mũ 2 đấy con ạ. À. Và đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. Nào. Dễ nhỉ? Ngoài ra cái việc này thu gọn này xong là chúng ta tìm ra kết quả này khá đơn giản. Vậy ngân bây giờ đã hiểu được thế nào được gọi là cộng của phép cộng của hai đa thức chưa? Dễ không? Dạ. Rồi, ok. Rồi, vậy cả lớp chữa thật nhanh để chúng ta chuyển sang phần phép trừ của hai đa thức nhá. Cứ bình tĩnh. Phép cộng như thế nào thì phép trừ gần giống như vậy. Nó chỉ phức tạp hơn tí tí thôi. Phức tạp hơn tí tí. À, à, à. à An ơi, à, An cho thầy hỏi là với cái việc mà bạn ngân bạn vừa xử lý ở trên ấy thì con có đã hoàn toàn ok chưa đã hiểu hoàn toàn về phép cộng của hai đa thức chưa rồi ạ ờ à, ok thực ra thì nó có bốn bước nhưng mà thầy thì thầy đã ghép hai bước lại với nhau đúng không ghép hai bước lại với nhau đó chính là cái bước ở bước số 2 ạ à. chúng ta vừa đi phá dấu ngoặc và vừa kết hợp các đơn thức đồng dạng lại với nhau, thầy gộp nó lại hai cái bước nhỏ thành một bước to hơn. đấy. chứ nếu các con đọc trong sách giáo khoa có thể là người ta sẽ chia chúng ta thành bốn bước. tuy nhiên khi mà các con thành thạo rồi thì chúng ta không cần biết là bao nhiêu bước nữa mà cứ nhìn đầu bài là làm thế thôi. được chưa nào? Ồ, ok như vậy là phép cộng của chúng ta đã xong. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phép trừ của a trừ b nhá. nào, phép trừ này thì chắc thầy sẽ mời bạn Minh hỗ trợ thầy một chút nào. Xin mời bạn Minh Hãy hỗ trợ thầy ở ý thứ hai Đó là phép trừ của hai đa thức Xin mời con Đầu tiên này Con sẽ đặt phép tính đúng không Bước 1 giống hệt Đó đặt phép tính tức là gì ở đây nhỉ A trừ B đúng không con Vậy thì con sẽ làm như thế nào Làm theo đúng như thao tác thầy vừa làm ở trên nào A trừ B bằng Đặt cái thầy đa thức A vào trong ngoặc này Đặt đa thức B vào trong ngoặc này Xin mời con đặt cho thầy nào nhân x nhân y mũ 2 Đúng rồi 5 x cộng 4 y mũ 2 Đúng trừ rồi ạ trừ, à. trừ x y mũ 2 trừ 2 x trừ y mũ 2 Chính xác Rất tốt Vậy bước thứ nhất bạn Minh đã xử lý thành công Đấy viết tắt là bước 1 Bây giờ bước 2 chúng ta sẽ phá dấu ngoặc đúng không con Xin mời Minh hãy bình tĩnh phá dấu ngoặc giúp thầy nào Bằng à. 2 x y mũ 2 cộng 5 x cộng 4 y mũ 2 trừ x y mũ 2 cộng 2 x cộng y mũ 2 chuẩn luôn ghép 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 nào kết hợp bằng 2 x y mũ 2 uh, trừ x y mũ 2 rất chính xác rất tốt xin mời con cộng với nào 5x này, 2x này, cho vào trong ngoặc nào? Cho vào trong ngoặc nào? Cộng 5x. Cộng 2x. Đúng rồi. Cộng 4y mũ 2. Cộng y mũ 2. Đúng rồi ạ. À. Như vậy bước thứ hai bạn Minh cũng đã thành công rồi. Vậy trong trường hợp này bước cuối cùng đó là thu gọn thì chúng ta a trừ b được cái gì đây con? x mũ 2 x mũ 2 cộng à 7x cộng 5x à 5y mũ 2 ạ. Đúng rồi. Rất chính xác. Rất tốt. Ok, thầy xin cảm ơn bạn Minh. Rồi, xin mời tất cả lớp hãy bình tĩnh quan sát và xem xem đã hoàn toàn ok với việc phép trừ của hai đa thức chưa? Nếu như các con đã ok hoàn toàn rồi thì chữa thật nhanh chóng để chúng ta đi vào các bài tập rèn luyện. nhanh nào. phần này nó dễ lắm các con ạ, à. không khó đâu, nó chỉ khó nếu như chúng ta lười không chịu học lý thuyết thôi, Đó. chứ còn nếu mà các con mà thực sự mà chăm chỉ học lý thuyết ý, thì thầy nói luôn này, không hề khó một tí tì tì nào, được chưa? Rồi, ok chưa cả lớp ơi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của bài tiếp theo nhá, là bài số 6 này. Bài số 6 của chúng ta đầu bài như sau. Thầy lưu ý là sau buổi học hôm nay các con nhớ là phải xem lại video cho thầy nhá. Buổi hôm nay thầy viết lại rất nhiều những cái thứ thứ nhất là nhắc lại những kiến thức cũ, thứ hai là rèn luyện một số những bài tập liên quan đến phần là thu gọn đơn thức, tìm nghiệm của đa thức, cộng trừ các đa thức. Vậy bài số 6 của chúng ta như sau. Thứ nhất, tìm bậc tìm bậc phẩy hệ số cao nhất phẩy hệ số tự do của các đa thức sau. của các đa thức sau, chúng ta có hai đa thức. Câu A, 3/4 x mũ 3 trừ đi 1,2 cộng với 2x mũ 3 trừ đi 6x đấy là của câu A. Câu B trừ 2x trừ 6x mũ 4 cộng à, 5x mũ 4 x mũ 3 thì xin lỗi 5x mũ 3 trừ đi 9x cộng với 6x mũ 4 trừ 5. Xin mời cả lớp hãy tìm giúp cho thầy xem bậc hệ số cao nhất hệ số tự do của hai đa thức ở dưới đây. Nào, xin mời các con. Thời gian để dành cho các con chuẩn bị và xử lý nó là 4 phút cả lớp nhá. Là 4 phút. Khá là thoải mái luôn. thầy uh, yêu cầu là các con làm xong một cái là comment kết quả lên thanh chat cho thầy luôn nhé để thầy kiểm tra <laughs> ok Ờ, thầy cảm ơn bạn phước tuy nhiên bạn phước để ý đến dấu của các hệ số các con nhá bạn phước và tất cả các bạn còn lại trong lớp là các con hết sức lưu ý đến dấu của các hệ số nếu chưa nào <laughs> ok ạ à, thầy cảm ơn bạn phước rồi rất chính xác rất tốt phước lưu ý cho thầy cái hệ số của cái câu a phần câu a con để ý cái hệ số một chút <laughs> Rồi, ok. Chúc mừng bạn Phước đã bán rất chính xác. À, Phú Bảo trong trường hợp này thì con chỉ con lưu ý cho thầy này. Ở đây thì Phú Bảo đang bị à, con đang bị thiếu mất cái hệ số. Nó có cái dấu đấy con ạ. À. Con hãy lưu ý đến cái dấu của nó nhé. À, ok. À, bây giờ thầy sẽ cùng các con xử lý cái này nhanh chóng như sau này. Cả lớp lưu ý này. Ở cái câu đầu tiên này ý ai ấy? Thì thầy xin mời. À, À uh, Tuệ Linh bật mic để hỗ trợ thầy nào, xin mời Tuệ Linh. Tất cả các bạn còn lại hãy bình tĩnh nhá, để ý xem Tuệ Linh hỗ trợ thầy như thế nào. À xin mời con. Đầu yeah. tiên đầu tiên là trước khi mà đi tìm bậc này hệ số cao nhất hệ số tự do ấy thì nguyên tắc của chúng ta các con hết sức phải lưu ý đó chính là phải đi thu gọn đơn thức tất cả các đơn thức đồng dạng cần phải ghép lại với nhau. Vậy trong trường hợp này thì Linh cho thầy hỏi là cái thằng này nó có đơn thức là đồng dạng với 3 phần tư x mũ 3 không con? Có Đúng rồi. Vậy ta cần phải đi thu gọn các đơn thức đồng dạng lại với nhau. Tức là hai thằng này con có nhìn thấy nó đồng dạng với nhau đúng không con? Chuẩn chưa? Vậy thì Linh hãy ghép nó lại cho nhau với nhau cho thầy nào. Mở ngoặc ra có cái gì nào? Đơn thức là 3 phần x mũ 3 Đúng rồi. Chính xác. Đúng Đóng ngoặc vào sau đó trừ đi 6X trước các con nhá Nguyên tắc là chúng ta luôn luôn cố gắng Là sắp xếp các cái đơn thức Có bậc giảm dần Để nó nhìn nó quan sát nó dễ hơn Sau đó là gì nữa nhỉ con nhỉ Con này cái thằng cái, cái gì trừ nữa cái 1, đó? Trừ 1,2 đúng rồi Đến đây con tính giúp cho thầy nào Kết quả trong ngoặc bằng bao nhiêu à, Bằng 11,4X mũ 3 Chính xác 11 ừ. 4 x mũ 3 Trừ ừ. 6X Trừ 1,2 Cả lớp còn nhớ là cách thức tìm bậc hệ số cao nhất về hệ số tự do không các con? Có bạn nào bị quên không? Đầu tiên, ta xác định xem đơn thức nào là đơn thức có bậc cao nhất. Thì đây là đơn thức có bậc cao nhất. Đơn thức có bậc cao nhất này. Cả lớp bình tĩnh nhá, nghe lại một chút. Bạn nào mà chẳng may mà các con chưa nhớ kỹ thì hãy nhập tâm ngay vào sau cho buổi ngày hôm nay. Đây là đơn thức có bậc cao nhất và ở đây nó là bậc 3 có đúng không cả lớp ơi? Bậc 3 nhá, là vì sao? Các con nhìn đây này. Bậc 3 là bởi vì đây là số mũ tương ứng nó là số 3, vậy nó là bậc 3. Vậy bậc này được gọi là bậc của đơn thức có bậc cao nhất và như vậy đây được gọi tên là bậc của đa thức. Bậc của đa thức. Chính là bậc 3. Vì nó định nghĩa bậc của đa thức là là bậc của đơn thức có bậc cao nhất. Được chưa? Thế còn thành phần đứng ở đằng trước được gọi tên là hệ số của đơn thức có bậc cao nhất. Thì cái hệ số này người ta sẽ được tên nó là hệ số cao nhất. Cả lớp nhớ nhá. Đây là hệ số cao nhất là 11 phần 4. Thế còn hệ số đứng một mình lẻ loi không đi với biến x là cả cái thằng này này. Mới được gọi là hệ số tự do. Vậy thì một số bạn trong lớp các con nói rằng. Hệ số tự do là 1,2 là chưa chính xác cả lớp nhớ chưa nào? Được chưa? Linh ơi, con có ra kết quả hoàn toàn giống như này không? Có. OK. Rồi, xin mời cả lớp hãy uh, chữa thật nhanh cái phần này vào. Cả lớp nhớ chưa nào? Thầy nhắc lại này. Để tìm bậc của đa thức và hệ số cao nhất, người ta sẽ đi thu gọn các đơn thức đồng dạng trước. Sau đó thì mới đi tìm xem đơn thức nào có bậc cao nhất. Thế thì trong trường hợp này thầy phát hiện ra được là 11 x 11 phần 4 của x mũ 3 Đây chính là đơn thức có bậc cao nhất Vậy đơn thức này có bậc là 3 và hệ số của nó là 11 phần 4 Vậy hệ số cao nhất bậc của đa thức là tìm thông qua đơn thức 11 phần 4 x mũ 3 Được chưa nào? Hệ số lẻ loi đứng một mình hay còn gọi là hệ số tự do thì nó chính là trừ 1,2. Đây được gọi tên là hệ số tự do. Được chưa? Đấy, ok rồi đấy Có vẻ là các con cũng bắt đầu cũng tự tin hơn rất nhiều rồi đấy nhá Nào, thầy xin mời bạn Thầy xin mời bạn Lâm A xử lý cho thầy cái IB này nào Xin mời con trước khi đi xác định ta cần phải đi thu gọn các đơn thức đồng dạng đã xin mời lâm a xử à, xử lý cho thầy nào xin mời con L lâm a ơi con đâu rồi Ma ơi chắc lại đi làm việc riêng gì mất rồi à. bảo sao thầy muốn để các con bật cam lên chính là như vậy đấy không phải là thầy kiểm tra đâu nhưng mà khi mà các con nhìn thấy thầy đang nhìn thấy các con ấy bản thân các con cũng sẽ không mình cũng không sẽ đi không làm việc riêng nữa đúng không nào bây giờ đang nghe giảng như thế này thầy đang hào hứng giảng bài như thế xong các con lại bỏ đi chơi thế để... Thế còn gọi là tình nghĩa gì không? <laughs> nào hỏi lại một lần nữa Lâm A Có ở đấy không Nếu có thì hỗ trợ thầy xử lý cái IB nào Rồi nhất quyết không trả lời Chắc là đang làm việc riêng gì đó rồi à, Thầy xin mời Lâm C nào Thầy xin mời Lâm C hỗ trợ thầy IP nào Xin mời con ừ. Vâng Nào Đầu tiên con hãy đi tìm cho thầy đơn thức có bậc cao nhất ở đây nó là thằng nào Xem xem nó có đơn thức đồng dạng với nó không Nhanh Đơn thức có bậc cao nhất là x mũ 4 Đúng rồi là đến bậc 4 đúng không Vậy thì các con nhớ nhé Phải khoanh tròn đến cả cái thằng nào có hệ số đứng ở trước Vậy bây giờ Lâm, Lâm cho thầy hỏi này Con có nhìn thấy thằng này đồng dạng với thằng nào không 6x mũ 4 nào. Đúng rồi, vậy chúng ta sẽ phải đi ghép hai thằng này lại với nhau trước để gọi là thu gọn đa thức đúng không? Vậy thu gọn thì chúng ta sẽ ghép lại với nhau xin mời con đọc cho thầy nào. 6x mũ 4. 4 đúng rồi. Thằng đằng sau là gì đây? 6x mũ 4. 4 ghép lại với nhau. Tốt. Sau bậc 4 đến bậc mấy? Bậc 3. Cộng với bao nhiêu? Bậc 3, 3 Đúng rồi, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Bậc 3 rồi, gạch chân những thằng đã dùng đến bậc mấy đây? Bậc 2, bức bức 2 bị khuyết Bậc 2 bị khuyết hay còn gọi là bậc 2 không có Vậy đến bậc 1 Ở đây ừ. con có nhìn thấy là trừ 2x đúng không ờ. Ở đây lại tiếp tục là trừ bao nhiêu 9x, ạ. 9x Trừ 9x như vậy Hai thằng này được gọi là hai đơn thức đồng dạng với nhau Thầy thì sẽ hướng dẫn cho cả lớp Một cái kỹ năng như thế này Để tránh nhầm lẫn về dấu này Trừ 2x Chính là cộng với âm 2x Ở trong ngoặc được không các à con sau đó tiếp tục cộng với trừ 9x Thì nó là trừ 9x ở trong ngoặc như bình thường như thế này Cho nó vào trong ngoặc Cả lớp có ok 100% cái, cái, cái 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 bước làm này của thầy không ạ Tức là trừ đi 2x thì chúng ta tránh nhầm lẫn Thì chúng ta nhớ này Âm A thực chất chính là đang cộng với trừ A Đúng không các con Ok chưa Nhớ nhá rồi ờ, như vậy trong trường hợp này thì thầy đã ghép trừ 2x với trừ 9x rồi Lâm cho thầy hỏi còn thằng nào nữa không trừ năm trừ đúng rồi nào con thu gọn cho thầy đa thức đi ờ, thằng 5, đầu 5, tiên 5. này còn lại mấy lần x mũ bốn không, không không thì bỏ cho nó bay màu luôn đi vậy còn lại thằng này hạ xuống là gì đây x mũ đúng rồi tiếp tục tiếp tục cộng với, với âm hai mà âm chín như vậy là âm mấy nhỉ mấy không chính xác Trừ 2 trừ 9x cả lớp nhìn này Thầy dạy cho cả lớp này Cả lớp có nhìn thấy là x của chúng ta là thừa số chung đúng không Đặt x ra ngoài Ta còn có âm 2 Sau đó lại tiếp tục trừ đi 9 nữa Như vậy là âm 2 tức là nợ 2 tỷ này Sau đó lại tiếp tục chi tiêu quá tay thêm 9 tỷ nữa Thì như vậy là tổng nợ sẽ là bao nhiêu 11 Đúng rồi Vậy nợ 11 tức là 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 nó thể biểu diễn bằng cái gì đây 11 Âm 11 x Như vậy ở đây là phải là trừ đi 11 x các con nhá Được chưa nào Sau đó là gì nữa năm ạ. Rồi Lâm xác định luôn cho thầy nào Trong trường hợp này Đơn thức nào có bậc cao nhất Đơn thức có bậc cao nhất ở đây là đơn thức nào Nó cái Đúng rồi Thằng này chính là Đơn thức có bậc cao nhất này Và dựa vào cái đơn thức có bậc cao nhất này Thì chúng ta sẽ đi tìm được đó chính là hệ số cao nhất. Hệ số cao nhất là bao nhiêu hả à, Lâm ơi? 5 ạ. À. Là 5, chính xác. À, bậc của nó là bao nhiêu nào? Bậc với... 3. Bậc máy, bậc máy đây, đúng rồi, bậc 3. Thế còn hệ số tự do là hệ số không đi kèm với x. Vậy nó là thằng nào? 5. Trừ 5 nhá, là trừ 5, được chưa cả lớp? Và đây chính là kết quả của chúng ta ở cái câu B này. Được chưa cả lớp ơi? Được chưa? Rồi, xin mời cả lớp chữa bài. Và đến đây thì chúng ta cũng là đến thời điểm kết thúc cái buổi học ngày hôm nay các con nhá. Và buổi sau thì thầy hy vọng là tất cả lý thuyết về phần đơn thức, đa thức, phép cộng, phép trừ là các con phải nắm lâu lâu để buổi sau Thầy sẽ tổng ôn về phần đơn thức đa thức này. Nó cũng là buổi cuối cùng về cái việc mà ôn nốt cái phần số học các con nhá. Sau đó thì uh, buổi thứ 5 tuần tiếp theo. Nó sẽ chính là buổi chúng ta học lý thuyết về phần hình học. Được chưa các con? Nào. Đến thời điểm này thì thầy xin cảm ơn tất cả các con. Đã cùng thầy nỗ lực trong cái buổi học ngày hôm nay. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các con nhá. Hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo. Bye bye. Xin chào thầy ạ. Ừ. rồi, rồi, rồi. rồi thầy chào tạm biệt tất cả các con Quang Lâm là phải tập trung hơn đi con nhá.